Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt bắt biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch năm 2024 đúng không ạ? Nó sẽ rơi vào ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 dương lịch. Vậy thì trong cái tuần mới, trong cái tuần mới này thì những con giáp nào sẽ gặp có may mắn và những con giáp nào cần phải lưu ý để có được cái tài lộc như ý à, quý vị thân mến mỗi người chúng ta sinh ra thì đều mang trong mình một cái số mệnh khác nhau và tùy từng thời điểm thì cái vận hạn cũng như là cái may mắn nó đến chúng ta cũng sẽ khác nhau và trong 7 ngày tới đây trong cái tuần mới ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những con giáp được khắc tinh với chiếu mệnh may mắn chăm bề. bên cạnh đó cũng có không ít người là gặp phải những lao đao lận đận để số phận thì lênh đênh. À trong chương trình ngày hôm nay, tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều này để quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ đưa ra những cái con đường cũng như là gì cái giải pháp để cho chúng ta gì? nắm bắt được cái cơ hội, hóa giải được những vận hạn và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À quý vị thân mến, thì tuổi đầu tiên chúng ta xét trong chương trình ngày hôm nay thì đó chính là những người tuổi Tý. À quý vị thân mến, trong cái tuần mới thì cái sự bi quan bao phủ trong cái tuần này à, nó có lẽ là do các bạn đang gặp phải vấn đề bế tắc rất nhiều ở trong cái công việc hoặc là trong cuộc sống của mình một phần là do các bạn quá cầu toàn và muốn mọi thứ xung quanh nó diễn ra thật là hoàn hảo thế nên quý vị hãy cố gắng dung hòa mọi thứ đừng có bắt mình cứ phải chạy theo cái ý của mình nữa người tuổi tý sẽ rơi vào cái tâm trạng ủ rũ trong cái tuần mới này nhất là khi các bạn cố gắng tìm cách đổ lỗi cho người ấy là cái nguyên nhân của những cái phiền não nó xảy ra đến với mình trong thời gian vừa qua. À, bên cạnh đó may mắn là cũng được gì có một vài cái cắt tinh nó nâng đỡ nên là cuối cùng mọi khó khăn cũng sẽ sớm được tháo gỡ. Do đó quý vị đừng tiêu cực quá vì luôn có ánh sáng ở cuối cái đường hầm thậm chí là có những cái giải pháp ngay ở trước mặt các bạn khi mà các bạn suy nghĩ tích cực. Nói chung ấy, đầu tuần thì những người tuổi Tý gặp một chút trở ngại, nhưng về sau ấy thì lại có tài tinh nó che chở được chiếu mệnh nên cũng sẽ giúp các bạn gì kiếm được khá nhiều tiền. Vậy nên quý vị hãy tận dụng ngay từ cái cơ hội ngay hôm ngày hôm nay vì khó khăn sẽ ngăn cản dòng tiền của các bạn vào cái thời gian về sau. À, quý vị hãy nhớ rằng không phải khi nào cũng có được những cái điều kiện thuận lợi nó đến với mình. Vì thế mà cơ hội đến phát là quý vị cần phải nắm bắt lại ngay nhé. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân thán hại trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Khi mà tiểu nhân không còn thì cái công việc nó hanh thông và thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi tý vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là tuổi đầu tiên tiếp theo thứ hai chúng ta xét đó là đến những người tuổi sửu thưa quý vị trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch ấy, thì những cái thông tin mới đã chỉ ra rằng đã đến lúc mà những người tuổi sửu nên cho mình một khoảng nghỉ ngơi tạm tránh xa những cái vấn đề hiện tại và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Như vậy thì các bạn mới có thể giải tỏa được cái tâm trí để từ đó mà còn chỉ có phương hướng hợp lý cho những cái vấn đề ở hiện tại và tương lai. Một số câu nói có vẻ như vô tình của người ấy cũng sẽ khiến cho những người tuổi sửu ấy cảm thấy buồn và thậm chí là hơi thất vọng. Lý do một phần là do các bạn cư xử không đúng mực nhất là khi được yêu chiều ấy, nên là tỏ ra thiếu tôn trọng đối phương, tự mặc định rằng người ấy phải luôn yêu thương và trân trọng mình. Bên cạnh đó, quý vị hãy học cách cân bằng lại mọi khía cạnh trong cái cuộc sống, đừng chỉ vì tập trung vào một mặt nào đó mà phớt lờ những cái mặt khác. Cái sự mất cân bằng trong cuộc sống ấy đôi khi nó cũng là cái nguyên nhân khiến cho các bạn cảm thấy chán nản và gặp nhiều cái bế tắc. Thêm nữa, trong cái thời gian này cũng có nhiều cái cá tinh nó xuất hiện. Vậy nên là gì? khuyến khích tinh thần của các bạn để các bạn hiểu rằng những cái vất vả hiện tại thì đều sẽ được đền đáp bằng những cái thứ xứng đáng sau đó cái việc di chuyển uh, giữa các địa phương ấy trong thời gian này hoặc là quý vị có thể là gì đi lại di chuyển sẽ khiến các bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng bù lại các bạn sẽ được mở mang đầu óc kiến thức và hỏi thêm được những kiến thức quý giá để phát triển cái sự nghiệp và cái tài lộc về sau vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân đó à, tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét đó là những người tuổi dần à, quý vị thân mến nói chung ấy trong cái tuần mới thì những người tuổi dần nên lưu ý hơn trong việc cải thiện cái mối quan hệ giữa hai người à, có những người nhận ra cái sai lầm của mình ngay từ khi bắt đầu cái mối quan hệ hiện tại đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự tan vỡ à, nếu mà có thể chữa cháy thì đừng từ bỏ quý vị phải tìm cách để hàn gắn sao cho phù hợp nếu không các bạn sẽ phải hối tiếc vì đã không nỗ lực để giữ người bên cạnh mình nói chung là trong cái tuần mới này thì mọi thứ trong cuộc sống của các bạn thì đều diễn ra là được như ý muốn đó à, tất cả mọi khía cạnh từ công việc tài chính à, những cái nỗ lực những cố gắng của các bạn thì đều được đơm hoa kết trái nhất là trong thời gian này lại có nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh nó giúp đỡ nên là các bạn lại càng cảm thấy an lòng khi mà cái năng lực tập trung của các bạn rất là cao hỗ trợ các bạn kiểm soát được cái tình hình tránh những cái sai sót hơn nữa nhiều người tuổi dần còn gặp được cái chuyên gia trong lĩnh vực của mình giúp đỡ khi mà gặp khó khăn à cái sự thiên vị vì cái tư tưởng sai lệch sẽ khiến các bạn tập trung vào những cái thứ mang tính chất vật chất hơn là tình cảm đó là cái lý do có những cái căng thẳng trong cuộc sống khiến các bạn có cảm giác không được trọn vẹn vì thế để tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc cũng như để lưu giữ cái hạnh phúc gia đình của mình tăng cường cái vận nhân duyên thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần tiếp theo tuổi thứ tư chúng ta xét đó là những người tuổi mão à, quý vị thân mến trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch thì dự báo có xung đột trong cái cách các bạn đặt vấn đề giữa hai người. Để giải quyết cái trường hợp này thì các bạn cần phải gì ngồi lại và chia sẻ thẳng thắn những cái mong muốn của mình đấy, hoặc là thẳng thắn những cái mong muốn của cả hai. Các bạn hãy lên một cái kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hạn để thư giãn và gì để hâm nóng lại cái tình cảm đấy. Nói chung ấy, trong cái tuần mới này thì khuyên những người tuổi Mão đừng có ngần ngại mà mở lòng mình để đón nhận những cái điều mới mẻ trong cuộc sống thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn lên kế hoạch phát triển cái sự nghiệp à, với cái ý chí và cái động lực mạnh mẽ thì các bạn hoàn toàn có thể đạt được những cái mong muốn mà mình đã đặt ra bên cạnh đó quý vị cũng không nên xem thường một số cái tác động của cái hung tinh một vài cái hung tinh có thể các bạn sẽ gặp phải những cái sự cố bất ngờ đấy hoặc là do cái sự bất cẩn của mình nhất là những ai mà đi đi sai thì nên chỉ đảm bảo cái tính an toàn đừng có vội vàng đi nhanh vượt ẩu. À, bên cạnh đó, về mặt tài lộc của những người tuổi tuổi mão trong thời gian này, thì các bạn cũng cần phải luôn ưu tiên các giải pháp an toàn. À, nếu các bạn càng liều lĩnh thì càng dễ mất tiền. Với những quyết định khiến cho các bạn cảm thấy lo lắng thì tốt hơn là không thực hiện chúng. Đó. Vậy nên để bảo vệ cái tài lộc tiền bạc và gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp thứ tư. Tiếp theo tuổi thứ năm chúng ta xét đó là những người tuổi thìn. À, thưa quý vị nói chung ấy trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch thì cái vận trình của những người tuổi thìn khá hài lòng khi mà mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch của các bạn và cái điều quan trọng là các bạn không quá kỳ vọng vào cái điều gì quá lớn lao trong cái thời gian này vì các bạn hiểu được thực tế và cái vai trò của mình trong cái tổ chức nếu mà có tham vọng thì các bạn cũng nên có kế hoạch thật tốt cho cái việc này đã bên cạnh đó lại được gì cắt tinh với chiếu mệnh vậy nên trong thời gian này nó có thể giúp cho các bạn giữ được cái phong độ cả trong cả tuần À, để có những cái trở ngại thì quý vị cũng dễ dàng vượt qua dù sao ấy, thì khó khăn cũng là cái điều khó tránh khỏi quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng với nó ra sao mà thôi à, trong thời gian này thì những người tuổi thìn cũng cảm thấy e ngại không muốn tiến tới với những mối quan hệ hoàn toàn là có lý do của nó à, quý vị chớ nên mù quáng mà bỏ qua những cái tín hiệu tốt à, quý vị nhớ rằng các bạn không bao giờ có thể thay đổi người khác trừ khi họ có động lực để tự thay đổi bản thân mình Bên cạnh đó, lại được cát tinh nó chiếu mệnh nữa nên là nó khiến cho cái vận trình đào hoa của những người tuổi tuổi thìn ấy, có nhiều cái khởi sắc. Đào hoa khiến cho bản mệnh có cơ hội gặp gỡ được những người khác phái và cảm thấy là gì? Có tình cảm. Thế nhưng nếu các bạn không biết cách thoát khỏi những cái cám dỗ thì nó có thể là cái bẫy khiến cho các bạn gì mất tất cả những cái gì mình đang có. Vậy nên bất cứ lúc nào những người tuổi thìn cũng cần phải là hết sức tỉnh táo nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như bảo vệ cái thành quả của mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Tiếp theo tuổi thứ sáu chúng ta xét đó chính là những người tuổi tỵ. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong tuần này thì những người tuổi tỵ có xu hướng là hơi vội vàng hấp tấp những cái vấn đề tưởng chừng nhỏ bé có thể giải quyết nhanh chóng nhưng các bạn lại có xu hướng nghiêm trọng hóa chúng và tự tạo thêm cái áp lực cho chính bản thân mình mọi thứ xung quanh của những người tuổi tỵ nói chung ấy đang thì cố gắng cảnh báo con giáp này à, do đó các bạn chớm mù quáng bản mệnh đang rơi vào một cái mối quan hệ tình cảm không mấy lành mạnh một cái sự cam kết nào đó giữa bạn và đối phương vô tình khiến các bạn phải từ bỏ bạn bè trong một thời gian. Thêm nữa, lại ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó khiến cho các bạn dễ, dễ vướng vào những chuyện thị phi, có cảm giác gì muộn phiền và khó thoát khỏi được những cái suy nghĩ tiêu cực. Nếu như tình trạng này kéo dài sẽ gây hại đến sức khỏe của các bạn. Vì thế mà các bạn cần phải hết sức lưu ý nhé tuổi tỵ. Nếu một sự việc xảy ra, bản mệnh không nên vội vàng mà gì đổ lỗi cho cái hoàn cảnh. Các bạn hãy thành thật nhìn vào cái bản thân. Xem mình có đang thiếu sót những gì hay không. Chỉ khi mà các bạn hiểu rõ chính mình và nỗ lực cải thiện bản thân ấy thì cuộc sống của mình mới có thể tốt đẹp hơn được. À, vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi ngọ, con giáp thứ bảy. Thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch, thì những người tuổi ngọ đừng có thích gì nói nấy, kéo làm tổn thương đến một nửa của mình. À, thực sự là những người tuổi ngọ đã cố gắng để cải thiện cái tình cảm của mình, nhưng mà cũng không nên đi theo cái hướng mà các bạn gì mong muốn mà thôi. À, thay vào đó thì quý vị nên thể hiện cái sự ghi nhận của mình về những cái nỗ lực mà bạn đời của mình đã gì đã công hiến đã làm lời khuyên dành cho những người tuổi ngọ trong thời gian này đó là nên chú ý đến cái việc kiểm chế cái cảm xúc tránh để chúng ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn trong công việc nếu các bạn đang có ý định chuyển việc đây là một khoảng thời gian thuận lợi à, nó có thể kéo thêm nhiều cái hiệu quả tốt dành cho các bạn trong thời gian tới bên cạnh đó dù đã nỗ lực thế nào nhưng mà quý vị cũng đừng quên chăm lo cho cái cuộc sống cá nhân của mình. Hãy dành thời gian làm cái điều mà các bạn mong muốn. Chăm sóc sức khỏe về thể chất, về tinh thần để tiếp tục bước vững vàng hơn trong thời gian tới. Nói chung ấy, trong cái thời gian đầu tuần có vẻ không có gì khởi sắc. Nhưng những người tuổi ngọ hãy cứ tự tin vì gì trong cái khoảng giữa tuần đến cuối tuần thì chính tài cũng sẽ xuất hiện. Và nó mang đến những cái điều mới mẻ về vận trình tiền bạc tài lộc cho bản thân. Nhất là những ai mà đang kinh doanh buôn bán ấy, thì lại càng thu được những cái lợi nhuận như ý. Thêm nữa, lại có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh nó ghé thăm trong cái thời gian này, nó mang lại cái vận trình tài lộc cho những người tuổi ngọ. À, các bạn sẽ cảm nhận được cái vận may nó đang đến đấy từ những khía cạnh nhỏ trong cuộc sống. Cơ hội kiếm tiền cũng được mở ra rất là rộng. Quan trọng là các bạn có lựa chọn nắm bắt được hay không mà thôi. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 8 đó chính là những người tuổi mùi thưa quý vị đây chính là lúc mà những người tuổi mùi nên mạnh mẽ thoát ra khỏi cái vướng bận và kết nối lại với những cái mối quan hệ cũ. Quý vị hãy nhớ rằng không có cái điều gì thực sự hạnh phúc nếu các bạn bỏ quên đi cái hạnh phúc của chính mình. Một vài cái dấu hiệu tích cực trong công việc cũng sẽ là cái điểm nhấn của bản mệnh trong cái thời gian này. Những cái thử thách trong thời gian này cũng là gì? Một cái cơ hội để cho những người tuổi mùi thể hiện được cái năng lực của bản thân. Có thể các bạn sẽ đảm nhận được một cái vị trí mới trong công việc hoặc là nhận những cái cơ hội mới liên quan đến cái sự nghiệp hoặc là cái con đường học vấn của mình con đường tài công danh của mình à, nói chung ấy mới thuận lợi một chút đã gặp phải cái khó khăn khiến cho tinh thần của các bạn đôi khi nó bị đi xuống và những ngày đầu tuần thế nhưng để tránh bị hoang mang và mất phương hướng thì những người tuổi mùi cũng nên ngồi lại viết lên một cái kế hoạch chi tiết của mình để có cái nhìn tổng thể xem nên điều chỉnh lại ở đâu cho nó phù hợp về kế cạnh sức khỏe thì trong cái thời gian này những người tuổi mùi cũng nên cẩn thận vì có một vài cái hung tinh nó mang lại những cái tai họa nếu mà điều khiển xe thì nhất định không được phóng nhanh vượt ẩu hay là uống rượu bia tránh nuôi đến những cái nơi mà có nguy cơ cao rủi ro à, khiến các bạn gặp những cái vận xui rủi đó à, vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những cái vận hạn của mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mùi đó là con giáp thứ 8. Tiếp theo con giáp thứ 9 chúng ta xét không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái tuần mới thì cuộc sống của những người tuổi thân khá là vui tươi, ý nghĩa hơn khi mà có sự đồng hành của bạn đời của mình. À, tuy có những cái hờn rỗi, nhưng mà chúng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn để hai người thấu hiểu nhau hơn mà thôi. À, những người tuổi thân vui không hẳn là vì các bạn quá xuất sắc ở một cái lĩnh vực nào đó, mà chỉ đơn giản là các bạn cảm thấy thoải mái khi mà được sáng tạo. Mỗi lần làm việc là dường như là các bạn gì say vào đó và không muốn rớt ra. À bên cạnh đó, trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi thân ấy cũng đã tốt hơn, nhưng mà quý vị cũng đừng vì thế mà chủ quan. À, nếu mà thức khuya quá nhiều cũng sẽ khiến cho hệ miễn dịch của các bạn bị suy giảm dễ bị bệnh tật hơn. À, trong thời gian này thì cái vận may nó cũng mang đến nhiều cái cơ hội về tiền bạc cho những người tuổi thân nhất là những ai mà đang chăm chỉ làm ăn trong suốt thời gian vừa qua ấy, thì lúc này đã bắt đầu gặt hái được một số cái thành công nhất định mang lại cho các bạn một khoản tiền kha khá. tuy nhiên quý vị nên ưu tiên một phần để chuyển tái đầu tư và tiết kiệm đừng có tiêu dùng hoang phí đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc và bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. À, tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ 10. Đó, đó chính là những người tuổi dậu. À, thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch thì nó cho thấy những người tuổi dậu đã có thể tự hào về những cái thành quả của mình với cái trí tuệ và cái sự nhạy bén sắc sảo thì các bạn có thể tiếp tục tỏa sáng và tạo nên những cái thành tựu mới. Quý vị hãy tiếp tục cố gắng và luôn tin tưởng vào bản thân để gì có được những cái vận may tốt hơn. À, thưa quý vị, trong cái tuần này cái việc nhận ra những cái sai sót trong cái cách ứng xử đã nhắc nhở những người tuổi dậu sửa sai và các bạn cũng đang cảm thấy được những cái thay đổi tích cực trong cái mối quan hệ của mình giữa hai người trong giai đoạn gần đây. À, những cái khó khăn thực sự nó đến vào cái khoảng giữa tuần khi đối mặt với những khó khăn đôi khi nó khiến các bạn có cảm giác gì không tìm ra được những giải pháp à, nhưng à, sau đó thì cái thời điểm gần càng về cuối tuần thì mọi thứ nó sẽ được diễn ra hanh thông thuận lợi các bạn cũng sẽ giải quyết em xuôi hợp lý những cái vấn đề mà gặp phải khó khăn trước đó nói chung với những người tuổi dậu đôi khi phải mua sắm khá nhiều với khoản chi tiêu khá lớn trong thời gian này À, các bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mà gì, cái tiền ra nó nhiều hơn tiền vào. Trong khi đó, cái việc tăng các nguồn thu của các bạn trong thời điểm này lại hết sức là khó khăn. Vì vậy, để tăng cường cái may mắn và bảo vệ cái thành quả của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Ở à, tiếp theo chúng ta xét đến tuổi tuất đúng không trong cái tuần mới. Thưa quý vị nói chung trong cái tuần vừa mới này thì với nhiệm vụ đang được phải đối mặt những người tuổi tuất đừng có lo lắng hãy cố gắng uh, hết mình và tận dụng tối đa mọi khả năng đừng có ngần ngại thể hiện cái tiềm năng của mình chắc chắn các bạn cũng sẽ được tỏa sáng và vượt qua được những khó khăn trên con đường sắp tới một cách thuận lợi hanh thông. À trong cái tuần mới từ 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch nó cũng chỉ ra cái sự bất an và lo lắng quá mức cần thiết sẽ là cái rào cản giữa những người tuổi Tuất và người ấy. À, đôi khi vì cái tính cách suy diễn quá nhiều nó gây ra những cái hiểu lầm ngoài ý muốn đối với để bắt đầu của mình. Thêm nữa trong thời gian này lại có nhiều cái dấu hiệu phá tài nó xuất hiện. Nó khiến cho gì trong thời gian này những người tuổi tuất khá phải lao đao loạn đận có thể là các mối quan hệ căng thẳng hoặc là có sự hiểu nhầm trong cái công việc à, đối diện với những cái tình huống éo le thì các bạn nên bình tĩnh và giải quyết một cách từ tốn uh, gì cố gắng xử lý vấn đề trong vòng một vài ngày để gì để hạn chế những cái hung họa nó có thể xảy ra à, thêm nữa trong thời gian này lại có gì hao tinh nó xuất hiện vậy nên những người tuổi tuất cần phải gì chi ra một khoản tiền không nhỏ cho cái 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 khoản tiêu dùng hàng ngày của mình ấy. À, những cái món đó tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng mà gì khi cộng lại thì nó lại là một, là một khoản khá lớn nếu mà có kế hoạch mua sắm cho tất cả mọi thứ này thì quý vị gì cần phải lên một cái kế hoạch chi tiết chi tiêu cho cả tháng nhé à, tiếp theo à, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng nói được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tuất à, và cuối cùng chúng ta xét đến những người tuổi hợi trong cái thời gian à, cái tuần mới này à, thưa quý vị con giáp thứ 12 là những người tuổi hợi à, trong cái tuần mới thì những người tuổi hợi ấy, nói chung là cũng khá ổn định à, khi mà các bạn chỉ cân bằng được cái tâm lý của mình bằng cái việc chọn ra những cái gì ưu tiên các bạn sẽ dễ dàng sắp xếp và hoàn thành công việc của mình à, cho dù cảm xúc đang bị chi phối khá là nhiều cái sự xoay vòng của các tình huống diễn ra trong cái tuần ấy, khiến cho những người tuổi hợi gặp một ít trục trặc trong cái chuyện tình cảm đôi khi sự thợ ơ và một chút vô tâm của nửa kia khiến các bạn trở nên khá buồn và tiêu cực nói chung ấy, trong cái thời gian đầu tuần mới thì nói chung là có vẻ mọi thứ thuận lợi, khi mà được gì, nhiều cái cutting nó trợ được giúp đỡ nên các bạn luôn dồn hết tâm sức để hoàn thành những cái nhiệm vụ quan trọng. Và các bạn sẽ gặp được nhiều cái may mắn bất ngờ do là gì? Được tài tinh nó chiếu mệnh. Thêm nữa trong thời gian này sức khỏe của những người tuổi hợi, nói chung ấy cũng gì? đôi khi cũng bị giảm sút một chút do là gì? các bạn làm việc quá mải mê. Vậy nên các bạn cũng tránh lạm dụng cái việc là dùng thuốc khiến cho bệnh tình nó càng nặng thêm. Tốt hơn hết là các bạn nên để tìm cách cải thiện cái vấn đề sức khỏe bằng cách là gì? Ăn uống nghỉ ngơi một cách điều độ và luyện tập thể dục của thể thao thường xuyên để gì gia tăng cái sức khỏe cho mình. Đó. Vậy nên để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hậu thân. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2 âm lịch, tức là từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 à, dương lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.